hướng dẫn sử dụng và thanh toán dịch vụ đặt xe máy trên app HD Bank. Bước 1. Đăng nhập app HD Bank và chọn tính năng VinBay Taxi. Bước 2. Nhập điểm đến và điểm đón. Bước 3. Chọn xe máy, chọn mã giảm giá nếu có và ấn đặt xe. Bước 4. Kết thúc hành trình di chuyển, xác nhận giao dịch và thanh toán để hoàn tất. Mọi thắc mắc về dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ đến hotline 66789 hoặc 1900 6060 để được tư vấn. Mở app HD Bank và trải nghiệm dịch vụ đặt xe máy ngay hôm nay.